vườn mai của gia đình anh Phạm Anh Thương ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Chưa kịp thống kê phân loại để chăm cho cây mai hồi sức sau đợt lũ đầu tháng 11, thì những ngày đầu tháng 12 vừa qua lại thêm đợt lũ mới, cả ngàn chậu mai cảnh chuẩn bị bán Tết bị ngập sâu dưới nước. Cây mai mà ra thị trường được bán thì phải 3 năm tuổi trở lên. Mà 3 năm tuổi thì trồng khoảng 3 năm trời, mà giờ khi ra cuối năm được mong muốn được bán được kiếm được đồng tiền để trang trải ra rồi cuối năm đầu tư vô thu nhập, mà giờ ngập như này thì chắc cũng bó tay, không có tiền để năm tới để thu nhập nữa rồi. Trong cả hai đợt lũ, hàng trăm ngàn chậu mai của các hộ trồng mai ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đều bị ngập trong nước. Cái cây mai là nó quá kỳ công, thì đủ chắc yếu, nói chung là chi phí rất cao. Cho nên là làm ngày mai mà bị thiệt hại vậy là chỉ có chết. Do cuối năm mới thu một lần, đâu phải cây ngắn ngày đâu, năm thu 2-3 lần. Ngay sau khi lũ bắt đầu rút, người dân các làng mai đã thuê nhân công đến cứu những vườn mai cảnh bị ngập nước lên cạn. Nhiều loại thuốc kích thích rễ để cây mai khỏi chết và tiến hành thống kê thiệt hại để hỗ trợ cho bà con cũng được chính quyền địa phương triển khai. Tuy nhiên, theo dự tính của bà con, đã có tới 60% số mai trồng đã chết hoặc không thể ra hoa dịp Tết này.